Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Trúc Lệ Vlog, và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi khám phá cái vườn cà chua của chị gái. Chị trồng đâu nhiều này? Kinh nhỉ. Thế nhổ lên hết trồng sao hết được? Thế á? Mưa xuống lì hết đất này. Đấy, còn đây là vườn bưởi này. Vườn bưởi múc. Rất là nhiều bưởi. Đây là cây gì chị Uyên? Rau gì đây? Bắp cải à? Nắng nhỉ? Không. Ai? Chị á? Tặng á? À, tặng không á? Chị bị nó nửa rồi. Chị lại bị nó nửa rồi. Chị không bảo hỏi em thì cứ cái đấy chị hiểu vứt đi.
Mình sẽ cùng các bạn đi ra khám phá một cái khu vườn đằng sau, cùng trên một mảnh đất đấy, rất là nhiều bưởi. Đây là la, đây là cây la nhé các bạn. Mình sẽ cùng các bạn đi khám phá hết cái khu vườn này. Đu đủ bưởi này. Đây là cây thanh long này. Rất là nhiều loại cây. Trời ơi, mọi người có nhìn thấy con gì đấy không? Con muỗi. Và video vừa xong sẽ là cái bí mật của cái khu vườn rộng. Xin chào mọi người nha.